Xin chào quý vị khán giả của kênh Bình luận viên Tạ Biên Cương Plus. FA Community Shield hay còn gọi là Shield Cúp Anh đóng vai trò là trận mở màn cho mùa giải mới, luôn là cuộc đối đầu giữa nhà vô địch Premier League với đội xưng vương ở FA Cup. Tuy nhiên, với việc Man City giành được cả hai danh hiệu kể trên ở mùa trước, Arsenal là đội được lựa chọn để chạm trán đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola trong trận tranh Shield Cúp Anh. Bởi vì theo quy định của giải đấu, khi danh hiệu của cả Premier League lẫn FA Cup đều thuộc về một chủ nhân, thì đội về nhì tại giải Ngoại hạng Anh sẽ được chọn để tham dự trận đấu. Tuy nhiên chẳng vì thế mà cuộc đối đầu này sẽ kém đi phần hấp dẫn. Như chúng ta đã biết, pháo thủ đã hụt hơi trong giai đoạn cuối mùa trước và trực tiếp dâng chức vô địch cho đội chủ sân Etihad. Và trong lần tái ngộ này, huấn luyện viên Mikel Arteta chắc chắn không dễ dàng để điều đó xảy ra lần nữa. Sau cú ăn ba lịch sử thì Man City đang trải qua một mùa hè tương đối ảm đạm trên thị trường chuyển nhượng. Bản hợp đồng mới nhất được chính thức ra mắt đội chủ sân Etihad đến lúc này là Mateo Kovacic. Tiền vệ người Croatia được giới chuyên môn đánh giá là hòa nhập khá nhanh với triết lý của Pep Guardiola. Nhưng để nói về khả năng đá chính trong trận tranh siêu cúp tới thì có vẻ như Kovacic vẫn chưa đáp ứng đủ mọi tiêu chí của ông thầy người Tây Ban Nha. Trong khi đó, sau thời gian bế tắc trong các cuộc thương thảo với RB Leipzig, cầu thủ đồng hương với Kovacic là Josko Gideon được tờ Bild Sport của Đức xác nhận là đang ở rất gần Manchester City với mức phí chuyển nhượng rơi vào khoảng 7-8 triệu bảng. Tuy nhiên trong thời gian ngắn, Josko Gideon chưa có thể đảm bảo thể lực để được huấn luyện viên Pep Guardiola đăng ký vào danh sách tham dự trận đấu trên sân vận động Wembley huyền thoại. Nhà đương kim vô địch Champions League đang sở hữu một đội hình được đánh giá là đồng đều về mọi tuyến. Tất cả họ đều cùng ở độ tuổi sung mãn nhất sự nghiệp và không hề có ý định ra đi. Ở chiều bán, đội chủ sân Etihad hiện đang làm rất tốt khi đã thu về hơn 90 triệu bảng. Trong đó có 3 ngôi sao ở đội 1 gồm Ilkay Gundogan đến Barcelona theo dạng chuyển nhượng tự do, Riyad Mahrez sang Al Ahly với giá 30 triệu bảng và Benjamin Mendy cập bến Lorient theo dạng chuyển nhượng tự do. Manchester City đã trải qua 3 trận giao hữu trước trận đấu này và họ thắng 2, thua 1. Điều quan trọng là đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola vẫn giữ được phong độ vốn có của mình, bao gồm họng pháo rất nguy hiểm ở Erling Haaland. Tiền đạo người Na Uy đã ghi được 2 bàn thắng vào lưới của Yokohama F. Marinos, qua đó chứng tỏ bản thân vẫn duy trì được tinh thần chiến đấu cực kỳ cao dù đã no nê danh hiệu ngay trong mùa giải đầu tiên chơi bóng tại xứ sở sương mù. Một cái tên khác quan trọng cũng có sự trở lại mạnh mẽ chính là Phil Foden với 2 kiến tạo cho đồng đội lập công. Mùa trước, ngoại trừ cú hat-trick vào lưới của United thì cầu thủ đa năng người Anh đã chơi dưới sức kỳ vọng, và sau sự ra đi của Riyad Mahrez thì các hậu vệ đều kỳ vọng rằng sản phẩm ưu tú của lò đào tạo Manchester City sẽ tìm lại đúng bản ngã của mình ở mùa giải 23-24. Bên cạnh đó, fan của nửa xanh thành Manchester còn có thêm những tuyên bố thú vị với nhau theo kiểu bông đùa rằng giữ được Bernardo Silva trong mùa hè này thì Man City đã có thêm một bản hợp đồng bom tấn. Man City từng đánh bại Arsenal 4-1 mùa trước với sơ đồ 4-3-3 nên gần như điều này vẫn không thay đổi khi đoàn quân của Pep có đầy đủ binh hùng tướng mạnh. Trong khung gỗ tất nhiên vẫn là Ederson như thường lệ. Trong mùa hè vừa qua có rất nhiều tin đồn Kyle Walker sẽ chuyển sang khoác áo Bayern Munich, nhưng đến thời điểm hiện tại tuyển thủ người Anh vẫn giữ được gần như là chắc chắn và chiếm suất đá chính ở bên phía hành lang cánh phải. Ở hành lang đối diện, người được chọn rất có thể là Nathan Ake, đá cặp trung vệ với John Stones và Ruben Dias. Chưa thấp nhất, hàng tiền vệ chắc chắn là Rodri, phía trên là bộ đôi Mateo Kovacic và Kevin De Bruyne. Vị trí trung phong chắc chắn khó thoát khỏi tay của Erling Haaland và người bạn thân Jack Grealish sẽ đảm nhận vai trò quấy phá hàng thủ của Arsenal bên cánh trái. Vị trí còn lại thì là sự phân công của Pep. Một lựa chọn an toàn chắc chắn là Bernardo Silva. Hay chiến lược gia người Tây Ban Nha muốn tạo bất ngờ đối với đối thủ thì Phil Foden là cái tên đủ để khiến ông hài lòng với những gì đã thể hiện trong loạt trận giao hữu mùa hè vừa qua tại Hàn Quốc. Còn với Arsenal, họ vừa giành chức vô địch Emirates Cup sau khi hòa trong thời gian thi đấu chính thức và đánh bại AS Monaco trên chấm luân lưu 11m. Về lý thuyết, đội bóng công quốc không phải là đối thủ xứng tầm của thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta ở thời điểm hiện tại, bởi vì cựu vương nước Pháp vừa bổ nhiệm Adi Hütter trở thành huấn luyện viên trưởng hồi tháng 7 vừa qua nên vẫn chưa làm quen với hệ thống chiến thuật mới. Do vậy, việc bị AS Monaco cầm hòa cũng chỉ ra nhiều điểm hạn chế của pháo thủ lúc này. Đầu tiên là việc các tân binh chưa thực sự hòa nhập với lối chơi của đội đương kim Á quân Premier League. Trong 3 bản hợp đồng bom tấn được mang về Emirates thì mới chỉ có Kai Havertz bắt nhịp được với các đồng đội. Tất nhiên chẳng thể nào buộc Declan Rice và Ryan Timber thích nghi nhanh với Arsenal được. Lúc còn ở West Ham thì tuyển thủ Anh thi đấu với tâm thế đội cửa dưới nên gần như lúc nào cũng phải hoạt động lùi sâu, có khi chơi như một trung vệ.
Với Timber khi Ten Hag còn tại vị, cầu thủ này nhiều lần chơi ở hành lang cánh phải. Những mùa giải vừa qua, cầu thủ người Hà Lan được mặc định một trong hai vị trí trung vệ. Và từ khi đến Arsenal, huấn luyện viên Mikel Arteta đã xếp cầu thủ này thi đấu bên cánh trái, cho nên việc chưa thể hòa nhập nhanh với đội là điều khó tránh khỏi. Tiếp theo là hàng thủ của Arsenal có vẻ như vẫn chưa vào form. Hàng thủ tốt thứ hai tại Premier League mùa trước bên cạnh Manchester United đã để lọt lưới gần hết các trận đấu ở loạt trận giao hữu, ngoại trừ màn đụng độ với MLS All-Star. Đặc biệt chính là trận thắng Barcelona 5-3 tại California, Arsenal tái ngộ Barcelona ở thời điểm vị thế hai đội đã rất khác xưa. Có thể đây là cuộc đối đầu mà pháo thủ đã áp đảo nhà vô địch La Liga gần như suốt cả trận với 5 bàn thắng được ghi, nhưng hàng thủ lại mắc nhiều lỗi nghiêm trọng. Trong bàn thua đầu tiên, hệ thống phòng ngự của Mikel Arteta đã không thể theo kèm các cầu thủ Barcelona để cho họ có quá nhiều không gian xử lý bóng. Từ đường căng ngang của Ezan Louis cho Rafinha dứt điểm, bóng lăn ra ngay tầm chân của Lewandowski mà khi đó Timber không thể áp sát. Đến bàn thua thứ 3 thì rõ ràng đó là sai lầm của Rob Holding khi để mất bóng vào chân đối thủ. Dù đồng đội đã không kịp lui về để hỗ trợ với quân số gấp đôi những cái bóng áo trắng thì sự không hiểu ý nhau của Holding và Jakub Kiwior đã khiến Arsenal phải trả giá. Từ điều đó chúng ta thấy rằng sự chênh lệch về đẳng cấp giữa đội hình chính và đội hình dự bị đang có xu hướng tăng lên rõ rệt. Dù trên lý thuyết họ chẳng kém cạnh nhau là mấy, vấn đề này cần được giải quyết trước khi mùa giải mới khởi tranh. Trong lúc thương vụ chiêu mộ David Raya chưa đến đâu thì Aaron Ramsdale sẽ vẫn là cái tên đáng tin cậy trong khung gỗ ở trận đấu tiếp đón Manchester City. Timber nhiều khả năng vẫn sẽ thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh trái vì Zinchenko chưa hồi phục chấn thương, còn Kieran Tierney và Nuno Tavares chưa mang lại sự yên tâm. Cặp trung vệ đã tạo nên thành công của pháo thủ là Gabriel và William Saliba gần như chắc chắn sẽ xuất trận ngay từ đầu. Người chấn giữ bên hành lang cánh phải là Ben White, cầu thủ người Anh đắt giá nhất lịch sử Ben White, sẽ chiếm một suất đá chính bên cạnh đội trưởng Martin Odegaard và tân binh còn lại Kai Havertz. Cặp tiền đạo cánh của Arsenal là Bukayo Saka và Leandro Trossa, chơi cao nhất trên hàng công khi không có sự góp mặt của chân sút Gabriel Jesus, chắc chắn Eddie Nketiah, người có phong độ cực kỳ ổn định ở loạt trận giao hữu sẽ thay thế. Rõ ràng về mặt lý thuyết, sau một mùa hè đầy biến động trên thị trường chuyển nhượng, Arsenal đang có một chiều sâu đội hình chất lượng không kém gì Manchester City. Điều này đã mang đến sự yên tâm cho các cổ động viên nhà. Do vậy, với một tập thể đã cùng nhau tạo nên cú ăn ba lịch sử mùa trước, họ sẽ không dễ dàng bị đánh bại, đặc biệt nếu nhìn vào cách Pep biến hóa khôn lường các hệ thống chiến thuật của mình, khiến cục diện xoay chuyển nhanh chóng. Nhưng trong lịch sử 115 năm tồn tại của FA Community Shield, pháo thủ dường như đang chiếm lợi thế. Kể từ khi những đồng tiền Trung Đông xuất hiện ở Man City vào năm 2008, đội chủ sân Etihad mới chỉ 3 lần nâng cao danh hiệu này vào các năm 2012, 2018 và 2019, kém một lần so với Arsenal trong cùng thời điểm. Dù đã có nhiều danh hiệu lớn nhỏ khác nhau nhưng có vẻ như Man City vẫn chưa có duyên lắm với siêu cúp Anh. Hãy cùng chờ xem trong trận đấu sắp tới, Pep Guardiola sẽ giải hạn cho Man City ở đấu trường này hay huấn luyện viên Mikel Arteta trả thành công món nợ ở mùa trước với dàn tân binh chất lượng vừa cập bến Emirates mùa hè nhé. Cảm ơn quý vị đồng hành với video ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và mong quý vị hãy để lại những ý kiến dự đoán của mình trong phần bình luận của video này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.